哦。哎，Alo, yo yo bạn ơi, ok. Tao gốc biết fan gót chứ. đúng không? Ngờ còn tê ra nữa quá bỏ rồi. Bruh, gì? Ngon. Ủa, tưởng mời nhau chơi được chứ. Không ba, phải cắt sợi lại bạn. À, tưởng gì không? Mã này nhiêu ta? 50 nữa. Hả? Tật chưa lên mà. Bro, Đang mở mắt. cái map default luôn á. Ủa, hình phức. Forest. Cái rừng á. Mày nóng thì rồi alo nghe nè chill bro. Đợi tao vô game man. rồi thấy ở nhà mình kiểu smooth. Mặc dù Ừ. Học ta chưa có nhận lời mời bro. Will you play? À đâu anh không có đâu đúng không, Bruh. mày làm gì mà tại sao tên mày nó ô dương vậy đấy? Your profile tao biết rồi. Dạ. Ủa, legit, mày không là ghi skill ba mày ngồi mày hả? Ê. Ê. Ồ. Damn. Damn. Ê. 246 đẹp. Bruh. Yo, what the Yo. fuck? Ôi ra ngoài này có tính không? Oh fuck. Oh, ho. Oh, Bruh. Double boogie. đeo trạc đánh rồ á. Bruh. Ông ba đôi khi cần kỹ năng mà đánh tay bộ là lần kia nó không có tác dụng đâu mà. Ê. God. Bruh.
đạt dở quá ta. Ủa, cái này sao? À, I see. Lên bàn hết. Bro. Okay, I feel you, I feel you. Anh nghĩ là cái lỗ ngày trước đúng không? It better be though. Bro. Không ai, ta đi đường vòng quá. Yo. À sao ta cứ đến mạnh quá rồi. Yo. Trời ơi. Oh. God. Oh, quá đạt 4 luôn hả? Đêm tao được phức. Lên bàn bro. Yeah. Ủa cái này. Ủa cái này ra sao? À, lên cái tường gỗ. Bro. Yeah. Ok. Bro. Nó cần có gốc. I really need that angle though. Ok. Đâu ra bà. Bro. Bro. Rồi fuck. Nếu từ đây sao nhỉ? Yeah. Call me a menace. God. Bruh. Damn. Cái đó là đem chốt chữ vậy. Oh bruh. Wow. Nhảy lên cái xe quá. Đúng không? Nhảy lên chiếc xe quá. Không, cái xe mày nó chở mày đi vòng tròn luôn á. Không, nó chở mày đi tới cái đó. Đó. Oh fuck me. Bruh. No, no, no. Hey.
Bro. Đúng giờ mày chỉ ăn hole in one liên tục. Ai mạnh? Bro. Ồ, đâm hết luôn. Ồ. Ồ. Bro. Yo. Ờ khỏi, tưởng cheese được. Dừng sáu chứ. Oh bro. À có lỗi đó. Này. Hả hả. Yo. Vô đâu vào đó hả? Để không? Ờ, cái này khó chịu rồi. Mày phải liều ăn nhiều quá. Em a menace. Đi đường Phước lúc nãy á. À, má. Mà sao tóm rồi cái nó không reset chứ ban lại. Bro. Oh, fuck sake. Bro. Oh. Không á, magical. Ờ lúc nãy tao kiểu tao đánh trượt nhưng mà kiểu nó tao từng kiểu lên kịp cái platform cũ á. Cho bạn tao từng lộn vô cái. Bruh. Chờ off bro. Ồ. Vậy là cái bên nào nhỉ? Cái giữa à. Cái bên này à. Do it. Bruh. Mạnh hơn. Fuck me. Ủa sao nó không bounce? Bruh.
Bro, tôi đánh thẳng vậy. You already know. Six stroke. Ừ. Ôi. Sao thấy không anh? Skip được, skip được, skip được. Ô. Hello. Ai đây? Fuck me. This game bro. Thôi bạn ơi. Thôi. Đừng đổi từ lắc nữa bạn ơi. Em mới đi. Thôi. À hả. Ồ lên miệng con hươu à. Monkey. Rồi. Cái gì vậy? Vô. Cái gì vậy? Ủa rồi đi đường nào vậy? Ủa mày đi đường nào vậy mạnh? Tao chui vô đít con. Tao chui vô giữa con khỉ. Ừ. Lõng vô giữa con khỉ. Mày đi hướng sai rồi á. Ồ. Rồi. Cái đó là hướng bơi đi. Rồi. Bro. Đạt kìa ba. Villain kìa. Ồ má chưa vô cái lỗ vậy hả? Đánh luôn. Hả? Cheese luôn nha. Ok thì cheese được. Cheeseable. À má, phải đánh mạnh hơn. Bro nó cho tao chui vô ngay giữa hầu. Thì hai đường á bro, không hai đường á ủa
Ow. À đúng rồi, ok ok. Ủa sao mày quay lại đầu rồi đây? Bờ cái ghế. Tao hốt phô cái gì đó. À. Ok. Tao cứ tưởng cái đó nó dài. Nó cứ tưởng là tao bao cái đầu con. Ờ. Ok. Đi đường dài vậy, để coi cheese không. Yeah, cái cheese thoải mái. I mean, ta còn dư quá. Dạ, đẹp cất kì rồi nè. Tính làm tay một bút chỉ vậy. Có gì đâu bro. Ồ, thử chi shot kìa bro. Thôi. Ồ, fuck nè, tao quên mất cái đường ở đâu rồi. Ở đây à? Ờ, đúng rồi. Trời. Nhớ đường bro. Bruh. Let's go. Gà thì thôi ba, đừng bày đặt, tỏ ra mình mạnh. Cái gì vậy? The fuck? Hả? Bruh. Yo, fuck me. Rồi giờ đi đâu nhỉ? Thằng nào cũng đi đường dài đó. Oh, I am a beast. Yo. Let's go, Phước. Join me. Hồng á đẹp chứ, đeo. Bruh. Ôi bạn ơi. Tao consistently cao điểm hơn mày rồi. Mày cao nó hơn. Oh. Ông ba mày đáng lẽ mày có kinh nghiệm, mày phải giỏi hơn đẹp chứ. Tại sao mày lại thua? Ừ. Bất không có gốc. Đây đúng nha. Come on, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Bruh. Bruh, ok mạnh chút nữa. Bruh. Tao mạnh khối mắt. Bruh. Phải cái skip tôi muốn rồi, ok. Well, bro. Nice stroke. Sáu điểm lận mạnh ơi, thôi. Ồ. Ồ phân thay. Ồ được. Ý.
Ding 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 ding. Fuck man. Thôi bạn ơi. Bữa nào tự động đi qua bác khác thì có mốt. Ê ôi sư. Ồ, cái lỗ ngay giữa bro. Gà phớt trên đường phớt. Bro. Ờ bro, khó rồi. Đều. Oh. Hả? Vô. Đi vòng vòng. Ơi. À. Fuck me. Thế giờ fuck me bro. No shrub. Rồi. Bro. This might come up. This might come up, bro. Yeah. Bro, I eat this shit for breakfast. Oh, cái lỗ này khó chịu á. Ông mấy cái này nó straightforward lắm, kiểu cơ bản mày đáng cái sức mạnh thôi. Uh-huh. Trời ơi, nó mạnh dữ vậy. Bro. I can wood, do it again. I can wood, do it again. Damn. Oh. Bro, tao kéo thêm 1cm nữa là bay khỏi cốt. Bro. Bro, that's just sad. Thảo rồi, 7 á. 7 nè. Thảo. Ok, gần chút. Thôi, lỡ này tao thua quá. Nó như vậy. Ui 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 ui. That's all. Ok, nhích thêm chút nữa. Sao nó còn lăn? Bruh. Trời. Ủa mày cho nửa cây. Cho gọi là hai cái banh nó đập với nhau. Thở đây. Đừng thở, thở. Cái cuối rồi. Ngay đây thì kéo lên gần nửa chỉ thành số 2. So close. Ủa, mày cần cái cuối á, cái cuối. Ờ, muốn cuối. Ờ. Bro, nó lăn quá.
Sát. Sau cái hồi qua luôn mà. Wow. Oh wow. Khoan. Ôi vô nó à, cứng. Hình như tao biết rồi, tao biết rồi. Fuck. Tao tưởng tao có gì đâu. Tao hiểu rồi. Oh fuck. Mày phải bay lên tầng 2. Cơ nó giờ ồ. Wow, nó bay mạnh dữ vậy. Bro. Nó ăn hết. Bro. Nó boost cái góc của mày lên sao vậy? Bro, dude perfect. Thiệt. Nãy tao bắn bừa nghe nhà mà sao bro. Fuck me bro. Man, how? How the fuck you? Oh my god. Okay, I feel you. Hear me out. Nó bắn gì đúng. Cái tường đó nó đặt sao vậy? Để coi free count. Outshot. Không, mày phải đập vô cái tường xong mày bay lên. Lên tầng 2. Không á. Cái đó thì canh hướng sao không? Không á. God no. Mất tao tao mới thấy cái gì đó. Ờ. Ủ. Ủ. Vô. Ờ nó có cái nãy tao thấy cái lỗ gì á, tao không biết nó đâu. Bơ đi. Bro. Gà. Tao miếng hồi luôn quên bro. Mày phóng chạy vô rồi mày. Oh my god, đừng nói đọc cái. Ok, hiểu rồi. Ok, I see you game, I see you. Bro. Sắp hồi quên thôi, sắp hồi luôn. Ủa? Đem cái game này vô. Ủa, lúc nãy tao. How? Ủa nãy tao nhắm được mà. Cố lên đi. Ủa, ra là vậy. Đạt chơi ok, thôi. Kiểu. Tao đã hiểu. Look at this shit. Tao thử em mặc sao đi chút. Giờ lúc mà tao bắn nhẹ cái là nó lọt liền coi nè. Không á, đạt giờ là dành tá được đời. Giờ kiểu shit. Ôi mày. I swear bro. Mày tao tao the fan has fallen. Đó là đen. Damn. Vô nào. Có lên. Dí. Gời. Bro. Nãy mém hồ quá. Phát triển của bạn. Bro. Bro. Cái này sao đây? Yo. Yeah thì. Yo. Ow. Ow.
chết lộn, là chết lộn. Qua cái góc nó dở, nó xấu lắm luôn, heo. Minimize sao đây? Tao không có minimize, tao không có làm gì được luôn, tao phải đánh nhẹ vô luôn. Gờ. Không, tao không phải đọc qua đọc lại luôn. Không đủ thời gian free cam bro. Trời. Mày vô chưa mạnh? Trời. Bro. Bro, ông đạt với hai à. Mà chơi bản rồi. It's not about ai vô trước bro. Hả? Là sao? À. Rồi. Thôi. Ủa mạnh lọt hả? Điều. Đâu để sao nó lọt luôn. Ủa nó mày. You already know. biết sao ba, tao đổi tên tao là ba Akiwood. Bro. Hả? Ồ, cái này chơi phao á, bro. Là sao? The fuck? Bay nhảy được á. Đàn chiếc sót. Oh yo. Bruh. Mà chờ nó thay đổi. Yo. How? Yeah. How do? Hey. Let's go. Bro. Ủa ta thấy. Come on. Save some for the boy. Yo. Tao thôi mà.
Dễ mạnh lao là điểm dưới ta. Hả? Rồi nó hơi khó. Ok. Bờ. Mạnh. Mạnh quá. Bờ. Hell no. Chắc không? Mày chắc không? I'm a minute. Để biết cái này. Bruh. Ok, overkill quá. Wow, overkill quá. Deep throat my baby. Okay. Yo, bruh. Vô luôn. Vô, bro. Ồ, cái hồ này dài quá. Ồ, you know. Cậu bạn tôi gần cái móc khó mà tôi vô hô win win. Ok, how we doing? À, rồi. Mà sao cái mát, máy mát này nó dài quá vậy? Ủa? Cái đó không phải cái... Ủa? Bruh. Cái tượng nó không có hitbox. Bruh. Cái game này scam tao quá. Ôi, thôi, tạch rồi. Rồi, ok. Fuck, nãy quên coi cái lực đánh. Ngay đây à. Ông ba đạt. Đạt nó chứ. Ok, maximum. Bruh. Đó là đạt. Gần. Ôi ôi, ta thấy cái đó. Rồi. À, không sao lắm đó. Bro, cái gì đây? Bro, cái lộn gì vậy? Bro. Cái map. Bro. À, fuck it. Đó, Phước nghĩ giống tao. Yo, it actually work. Ủa. Call me a menace. Bruh. Oh no. Gần. Bro. Chill bro. Hmm?
God, tưởng mày hùng. Raider. Ý vô mà cái lô. Ồ, cái này sao tao cảm giác như nó sẽ khó chịu mà. Ok, I feel you. Yeah. Yeah, cái này nó sẽ khó chịu lắm luôn nè. Hmm. I feel you game, I feel you. Ah, for fuck's sake. Let's go, fuck. Let's go, fuck. Vô luôn. Bruh. Má cái móc túi gì đây. Nó láo. Má, yếu quá. Yếu quá. Ủa? How? Ủa? Kiểu nó phóng cao mà nó còn tạo cái trận chi bro. This game bro. Hai bạn bro, tao chọn dính đường khó. Bro, nó cho tao góc thì ai chơi bro. Hai cứu nữa tôi. Ôi. Trời ơi. Mà nãy giờ chỉ có từ hơn thôi. Anh em consistently gọi là ít nhất 10 điểm cách nhau. Dạ. Ông ba đạt thắng. À, tao thắng đến lượt mạnh thắng mà. Lượt này kế liệu mạnh glow á. Dạ. Nó đi bôi glow á. Ông má cái da giác. Cái này tao hình nôi rồi. Tao sẽ nghĩ cái hình nôi rồi. Hả? Ủa? À không. Glow gravity hả? Ờ không phải. Tao thấy mảnh nó bay xa quá. Đâu ba? Nãy tao lỡ cái dốc. À, 223. Hả? How? What the fuck? Hả? Ra đi. À, fuck it. Liệu ăn nhiều. Ờ, tao đi từ đây đúng không nhỉ? Thôi, quan đó mạnh. Rồi đây mà, mấy cái từ này là từ của nước nào ấy? Ồ, mấy cái cành. Ồ. Hell no. Ok. Oh, fuck sake. Oh. Bên đông fuck. Ừ, hôn quanh được cái chứ. Man.
mình cái tiếng nó đã. Five stroke đó. You already know. Mày phải biết dùng nó ba chứ dùng hết này. Oh fuck man. Được hole in one. Hole in one được á mình. Bruh. Imagine. Gần chiếc shot cho mình. Oh no, đẹp lấy lại quyền. Snotty boy glow up. Bruh. Hold one được á. Hold one được. No. Hãy cứ đi. Đạt rơi xuống rồi. Phát mì lẹt. Chậm thôi đạt, chậm thôi. Tao quên mấy cái này nó mạnh cái nào, bro. Oh no, no. Phát mì lẹt in once, okay. Oh. Hey. Okay. Vui rồi man, chơi gì mới vui mà. Oh. Oh, good luck anh em. Oh. Hey. Hai mặt. Ah, for fuck's sake. Sai á, đứt. Calculated ba. Ê, nó mà vừa ghê quá, đỡ lắm rồi. Ừ, trận này có vẻ như khổ lại sáng các bạn. Ừ. Này. Heo nè. Không, nó hút mày luôn á. Đã cất đắng. I see you, I see you. Ồ, nó hút, nó hút, nó hút, nó hút. Kiểu mày swirl theo cái nó, bruh fuck. Rồi thôi, tao dính góc xấu rồi ba. Thôi. Bruh. Vậy nó đánh mạnh chút. Ông mày đánh mạnh đó, mày đánh mạnh mày thắng luôn cái lực hút của nó đó. Đó, tao sợ đến mạnh là nó vậy. Chưa mà. Nó quăng tao vô lại. Trời. Ôi, trận này sát vậy, trận này sát quá. Ôi, trận này sát á, trận này anh em chuyên nghiệp rồi. Ồ má. Ồ wow. Ừ, no. Đúng phước. Mạnh biết biết. Hai mạnh. Thằng đạt đó giành vị trí nhất rồi á. Ôi ôi.
Let's go. Ôi Phước mới bị đâm. Không, tao không hiểu. Không, anh ta vẫn không hiểu tại sao tao bị dính cái lồn đó gần 5 lần á. Bruh. Trời ơi, đẹp bro quá. Hả? Ủa mày không bật nó hả? Ủa cái lỗ đâu, cái lỗ đâu, cái lỗ đâu? Ủa tao không thấy cái lỗ đâu. Tao cũng thấy cái lỗ đâu luôn á. Hả? Bro thôi anh em chưa mù vậy? Ok. Ồ, cái này khó chịu á, cái này khó chịu á. Vô. Bro, rồi lỗ này, rồi thôi, lỗ này tôi tắt đây. Nó thổi thật. Ủa giờ thì nó lại không thổi. Không, nó có dịp mà đây khó. Không, tại mình chỉnh đồ họa thấp nó khó nhìn lắm luôn. Oh fuck me. I swear bro. I swear. You already know. Ôi no, ông ba thằng hạng nhất vừa ngã rồi. Kết cơ giảm, giảm thiểu thiệt hại, giảm thiểu thiệt hại. Bây giờ mày là thiệt hại nặng lên. Ủa? Ủa? Quên đâu. Ok. Ai giành được chiếc 14 rồi hả? Bờ cái lỗ quạt đầu quá ba. Oh, wow. Vậy mà khác dữ hả? Oh man, mấy cái time off á. Tao ghét mấy cái canh thời gian này ghê luôn. Come on. Rồi thôi, cái đó cái gần nhất của tao thôi. Daddy. Vô lý. Bây giờ nó đã đi ở đây. Let's go. Ở góc này sao đây? Để Phước tuần vô Phước. Đâu đó, đâu cái collision đó. Thằng mà nó đã bật mà. Phải ra game, phải ra game mới bật lại được chứ. À, I don't take no chances quá. Giờ tỏ lao qua tụi tao cũng phải tâm xấu liền rồi. Ủa. Oh. Oh. Oh, yeah, tao ghét cái đó. Sao vậy? Ồ, không, cái lỗ nó nằm đâu quá. Ừ. À, mắt bị đi xe máy lên. Thang máy nó có tường vậy Phước? Không, nó thang máy luôn á, khích kìa. À. Trời, nó cho góc dậy sao mà tao. Rồi thôi, tao tự bóp. Rồi. Nó tự bóp tao luôn, no. Nó cho tao góc xấu quá. Much better. Ờ, đâu đây? Rừng. Giỡn. Gần, gần. Book. Ai nhất đây? Trail. Giờ là chặt chặt kem gần như quyết định ai đứng nhất nữa nè.
Oh damn. Oh wow, khó chịu. Oh damn. Bro. Rồi thôi, chữ boss. Sao ta cứ... Tại sao ta lại đọc đúng cái từ? Ok, bị initiate hole in one. Không. Trời ơi, không. Thua ghê. Dám thiếu thiệt hả? Mày đang ngồi canh đó này. Ô. Yo. Cái lỗ nest. Wow. Vô Đạt, mày không đi đâu, vô cái lỗ mà mày đi trên cái lỗ đó này. Không, không, ý đó không, chỉ là đem cái lỗ nó nasty quá mà. Cái lỗ mà hai tụi mày kẹt nãy giờ, thằng Đạt nó đặt trên cái lỗ sao nó tưng. Đâu, không tưng, của tao là tao lại thấy nó tưng trên cái lỗ. Ừ. Kiểu, tao có ưu kêu nhưng mà kiểu cái lỗ nó vẫn nasty quá. Nãy giờ tao có thể gọi là cứu được gọi là 4 shot rồi đó, nhưng mà nó không có tường. Tại sao nó lại điểm yếu của Đạt 4 giây Đạt, cố lên Đạt ơi. This game bro, this fucking game. Thôi mày bị trừ 2 điểm. Intro. Ồ cũng xong mạnh rồi. Bro. Bắt đầu có khoảng cách rồi. Ồ hao. Ồ wow. Ok. À rồi. Như ta thấy, ta thấy. I see. Cứ đánh đi bro. Sao hai bộ cũng tới. Ừ. Ủa? Cái tượng ta nó click qua cái tượng. Rồi. Thôi giảm thiểu thiệt hại. Oh damn. Thì ghét cái đó. Bruh. Đó hết free cam rồi. Daddy. Vô đặt. Thôi. This is where I die. Not that. God. Không á, mày rơi xuống không dưới có thẳng này. Mày rơi xuống dưới này. Không, mày rơi xuống mà đánh mẹ. Nhục. Chỉ cần một lỗ đó thôi ba. What? Giỡn à. Hình như... Oh man, hình như tao cứu được. Fuck man. Cứu được. Trời ơi, nó biết luôn, nó đã không có đặt cái tượng ở đó. Đạt, why?
trận trước chắc cái tính liệu của Đạt là sức mạnh của Đạt. Được tập my god man. Cần cái free cam. Tớ hết free cam tao không thấy được. You already know I'm getting that bread. It's the fun of taking risk, bro. Bạn lên. Nó đặt cái nó gỡ cái tường ngay đó, nó biết tao. Thôi đi, tao đi đường này. Gọi nó cho tao, nó cho tao chỗ này tao đánh xác. Nó cho tao cái góc đó tao đánh. Bro. Giữa thành số 3. Giữa thành số 2. Nãy tao cũng được 7 rồi sao không bro, nó mà ông gỡ cái tường như đó không biết quá. Anti cheese technology. What? Cái gì? Trời ơi. Rồi thôi cái game này không cho tao gì không. Rồi ba cái này nữa bro. Fuck mẹ. Fuck my ass. Góc này còn khó nữa. Come on, fuck off. Thôi cái này phải đi gần lại vâng. Fuck. So bruh, this game. Ok. Ok. Vô lỗ ơi, vô lỗ. Oh fuck man. Không skip được. Wow, nó bị tao à. Thôi tao vô lỗ này. Đó mình hiểu tao man. My man gets me. Ủa, tao nhảy lên. Rồi tao nhảy lên thành tiếp nào bro. Fuck me. Ê, cái lỗ này bro. Tao còn biết Phước đang ở đâu nữa không bro. Cái lỗ này khó chịu quá. Tao còn đây mà.
ai rồi. Cuối lần mình ơi. Bro. Đầu 3, 14 á. À hả, à hả. Hả? Thì cái lỗ này kiểu nhắm mắt mày đi luôn. Đâu đi. Ủa? Ủa? Bờ ta đụng cái mép ta bị tưng lại ha. Ủa, mình quay lại. This game. Lỗ này không có cheese đâu anh. Ồ khoan. Ủa sao nó không hút tao lên? Ok, vậy yeah, cái lỗ. Cái lỗ này nó rối mày. Đủ lực quá, bruh. Bruh. What a predicament. Quất cái đó. Quất cái đó. Ừ, mày bay lên. Thiệt quá, tao không thấy cái lỗ mà tao không biết được đi. Không ai thấy cái lỗ đó nè. Bruh. Wow, cái lỗ. Yo. Yo, Abyss. Rồi thôi. Điều này giờ sao? À thôi, hiểu như vậy. Ủa? Rồi thôi, tao bị hình như tao. Ừ, tao vô cái. Ở đây. Có. Ủa? Giờ mày đi đâu? Ủa? Rồi thôi. Tao vô lỗ khó quá. Vô tao phải time như cái lỗ đó. Oh hell no. Không được quá. Tao rồi. Dạ, rồi, ta vô rồi. 10 số. Vô. Đâu, mày đang rơi xuống đúng không? Từng, từng, ok, quay lại. Quay lại khởi đầu nữa. À không, nó thằng Đạt. Ok. Bắn mạnh hết sức luôn. Đúng rồi. Wow. Yeah, what you say? Cái lỗ này nó bó quá. Cái đó tao bắn mạnh hết sức, cái nó bay qua được quá. Để thử giảm nấc coi. Đó. Sao we do? Để xuống dưới đó. Hả? Ôi. Hòa. Ngon, không ai thắng. Mắp khác đi. Cái lỗ này khó chịu quá bạn. Thấy cái lỗ mà càng chơi mắp nó sẽ càng khó chịu. Con mốt gì vậy? Hey, let's go. Có hết luôn đi ba. Có hết luôn đi ba, kiểu cái gì
làm cho game khó hơn có hết. Let's go. Ba. Ồ, có collision boss hơi dữ. Ủa cái gì vậy? Cục gì ngay giữa vậy? Ủa nếu như không có thì mình rơi xuống dưới hả? Tao nghĩ là vậy. À không, cái cầu nó không hiện ra. Ồ ồ ồ, tao hiểu rồi. Rồi thôi, giờ tao bị vô tới bí rồi. Fuck man, rồi thôi lỗ này banh rồi. Đúp bút. Bro, phước năm rồi. Hôm qua tao bắn cục và bắn cá mày không thấy à? À. Ok, ok, ok. Học mi. Vô. Không đi xuống được. Ok. It's real điểm rồi. Ê. Ủa cái đó không phải là cái lỗ hả? Damn, bị scam. Ê. Bro. Bug. Wow. À cái đó. Ý hồi luôn. Bộp. 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 Bruh. Hồi tao chơi chậm rễ quá bất minh. Không được bro. Này co lần dưới ta. Vô định. Đâu xa tới vậy đâu. Mình luôn á. Vô. Mày cứ rất xa rồi. About sending a message. Rồi. Ủa? Bà. Quick water. Ủa tao bị kẹt luôn rồi. Ủa? Nó tính là cái hô hả? Tao phải đánh ra ngoài. Bà. Uống một shot. Ủa tao bị kẹt luôn rồi. Ủa? Tao bay. Tao bị kẹt rồi. Help.
Không, không được bro. Có xin đẹp đâu vậy, tao thấy nó chút mà. Thôi thôi bro thôi. Dạ. Dạ tao đánh thêm nữa là uổng mà. Bro this game. Tiện ngay cái tường đằng sau cái lỗ thì cái nó no clip mới được. Bro. I know bro. Giờ tao bắn thêm mấy shot nữa ba, tao 8 shot rồi ba. Mày muốn tao lên 14 bro. Có tao tưởng điều gì mình sẽ lên 14. Đúng không? Đấy. Tại nó vậy mày không có bán cái gì hết. Cái mày cộng 2 do hiệp số 3 cái gì vậy á. Ông mà kiểu kiểu nào tao cũng vậy rồi ba. Thì mày tao không có lên được luôn. Đánh thử tao sẽ đánh reset nè. Không, nó reset tao lại đây luôn rồi. Right now time, penalty high stroke. Ừ. Chứ men, thà vậy đi. À cũng lên 14 rồi nhưng mà ừ, thà vậy thì lúa. Hả? Dù phải né mấy cái đó đó. Cái đó thật chốt. Giờ mày cũng nghĩ một phước. Oh man. Ồ, phải là cái nấm đó, bro. Bro. Hả? Yo. Ôi ôi, Matthew me. What a predicament, thiệt tao quay cái bro, nghĩa là tao phải đứng trước cái đó. Damn. Yo, man, mày thấy cái đó không mày? Bro. Giờ đẹp đẹp không? Mày cứ để cho nó đi mày. Từ đó cái nâng mày lên rồi cái mày vô hô luôn á. Who need that, bro? Notebook. Đợi không? Đều mạnh. Ừ, đây là dạng. Ồ, phải né. Xin nữa hồn của anh. Ồ, oh, ok. Mà cái curse đó, nó mới tăng có cái đam. Ồ, đi đâu rồi đây? Đi dạo đây. Bờ, đi thăm bảo gì bảo tàng đó. Thank you.
Oh my god, nó cho tao cái góc gì đây? Không anh, mày phải phí một góc để chỉnh góc lại được. Không, không đáng để mày ngồi cố đâu. Fuck me. Đạt mới gọi là bút bông lọ luôn. This why I hate museums. Chắc đây đi thẳng xuống nha. Not this. Để em đi. Đi sai bro. 12. Ừ. Mày gần lắm luôn. Hả? Ai ok. Ai bruh, scam. Đẹp gần. Hay in. Cảm giác như ta không muốn bị thổi với cái tí đó mình. Maybe. Đứng giúp. Oh, đây. Rồi. Let's go. Vô Long Phước, vô Long Phước. Bruh. Yo. Ồ. Ồ. Thở mà đây. Nó nhẹ lắm mà. Bắn thẳng lên luôn mà. Bắn thẳng gần trước. Lên lên thẳng cái tượng, đi thẳng vô cửa. Nó lại đi đi thẳng trước mặt á. Đỉnh mạnh quá, nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ thôi. Bro. Ý. Ở cái này hầu như mày chỉ cần nhích lên thôi. Nhích lên thôi. Đó. Bro. Oh, you hate to see that. Hết giờ hay sao? Mày lâu quá nữa. Xuống xong rồi. Rồi, dính vô cái khác được chứ. Oh, ok, I feel you. Oh my god. Ủa? Sao tao bay? This game bro. This game bro. Ủa? Ủa tại sao nó lại tưng? Yes. Bruh. Đi chốt.
Ủa cái đó là lụm cái đó nó cho cái gì? Bruh. À rồi hiểu rồi. Nó chỗ tao chứ. Thôi được giải. Bruh. I swear bro. Ông ba game này nó dễ tất hơn là nó vui mà. This is so fuckers. Bắn mạnh xuống đi. Oh my god. Nhảy. Cái này mà không được bro. Mày nhảy không ra luôn đúng không? Đâu cho mày ra đúng không? Cứ nhảy liên tục luôn. Ôi ôi nó có tạo ta thấy cái khe đi. Em bro. Ồ sao ta cảm giác không lành cái này mà. Ồ mày phải nhảy hả? Dạ Ủa rồi lên tới đây mày đi đâu? Ủa? God knows. À, chắc mày rơi xuống ngay giữa à. À. Thấy một đống cuốn nhảy gì đó. Wow. Nó trong cái góc này sao đi chừng. Nice bro, từ bao nhiêu ngon mạnh đó. Đóng vào cà cho mình. Ô 7 cứu đựng chung. Còn ta chính ngon đấy. Ô mình chính cheese à. Ngon mà. Nhẹ chút. Nhẹ lại. Tao đi đường sau quá. Nhẹ quá. Ồ. Ok. Mọi người đây sao mày tìm mày bắn quá sức không luôn kìa. Không biết cái gì sau đó. Bruh. Đi đây được nha. Rồi.
Ba mày mấy cái 14 mày đứng hạng 2 nghĩa là mày tiểu rồi mày. No, I don't want to go to Brazil. Trời ơi, đẹp. Ờ, hơi khỏi, cũng được. Ai đẹp? What you good doing? Ờ, mấy cái này. The place on me bounce. Gì? Oh, ấy. Ah, sick to be you. Ah, sick to be you. Làm gì Phương là yêu. Nhảy gì nữa Phước ơi. Phước nó cứ nhảy nhảy. Nó bị gửi lại. Bruh. Oh my god. How we doing? Bad. Oh. Ê. Ông mà nào stroke hả? Đi. 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 Ủa tao đứng dưới mày á? Mày dính tao. À. Nghĩ gì vậy? Trời ơi, cái dốc. Mình đi làm gì ở đây vậy? Ủa, mình phải lên đó hả? Ồ, thấy luôn. Ồ, sang suốt. Ồ, oh, man. Hey, thank you. Hey. Ồ, on. Ủa, out of shot rồi hả? Ừ. Vô. Nó nuốt ghê quá. Tao không nghĩ được chưa? Anh em thấy ai cũng... Ai gần fire rồi. Ngon. Ngon. Tinh thần anh em xuống thẳng luôn ta. Oh, you already know. Với lại nó chơi game thì cũng tao phim cũng được, tại ba tao ngủ đây, tao phải giảm nhỏ cực kỳ rồi. Ừ. Giờ phim hay. Ok.
Đó công viên thì có gì ta ăn nha, tại ông Dũng đang ngủ này. Ồ, có phim trên mày ao á. Không, bật tiếng nó lên.